Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào trung tuần tháng 5. Cảnh sát Nhật Bản đã tăng cường an ninh tại thành phố Hiroshima, mục tiêu là để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hội nghị thượng đỉnh G7. Có tổng cộng hơn 5.600 cảnh sát được triển khai bảo đảm an ninh tại thành phố Hiroshima, địa điểm sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 trong tháng 5. Ngay từ bây giờ, lực lượng cảnh sát tuần tra đã được tăng cường tại khu vực trung tâm thành phố Hiroshima và khu vực gần nhà ga xe lửa chính. Các sĩ quan của Sở Cảnh sát Hiroshima, Cảnh sát tỉnh Aichi và các lực lượng bên ngoài khác đã được triển khai chốt trực 24/24. Tỉnh Hiroshima cầm máy bay không người lái xuất hiện gần địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Cảnh sát được phép sử dụng súng gây nhiễu sóng vô tuyến để ngăn cản các thiết bị bay không người lái cùng các thông tin khác. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến được tổ chức trong các ngày 19-21 tháng 5 sẽ diễn ra trong điều kiện bảo đảm an ninh cao độ. Trong khi đó, Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Ngày 23 tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra quan điểm cảnh báo về hành động đáp trả tương xứng của Nga đối với các lệnh cấm của G7. Ông Medvedev cũng đồng thời để ngỏ khả năng Moscow chấm dứt thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Trước đó, Bloomberg đưa tin giới chức các nước G7 đang thảo luận về khả năng cấm hoàn toàn hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra từ ngày 19-21 tháng 5 tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Một số sản phẩm có thể được miễn trừ lệnh cấm này như dược phẩm, nông sản và thực phẩm. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp các nước trong nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kêu gọi gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, cũng như tuân thủ đầy đủ và mở rộng phạm vi thỏa thuận này. Theo kế hoạch, tất cả Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, ngoại trừ Pakistan, sẽ trực tiếp tham dự hội nghị của tổ chức này, sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 4, trong đó có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu dự kiến sẽ tham dự hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO do Ấn Độ đăng cai tổ chức trong hai ngày 27 và 28 tháng 4. Theo kế hoạch, tất cả Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia thành viên SCO, ngoại trừ Pakistan, sẽ trực tiếp tham dự hội nghị. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif, song ông có thể sẽ tham gia sự kiện theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các bộ trưởng quốc phòng SCO sẽ thảo luận về những vấn đề an ninh khu vực, bao gồm cả mối đe dọa khủng bố và tình hình tại Afghanistan. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc có chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 16 đến 18 tháng 4. Chính phủ Mỹ đang có kế hoạch phát triển mạng 6G với kỳ vọng điều này sẽ mang lại cho Washington lợi thế công nghệ trong tương lai. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Mỹ lo ngại về những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực viễn thông. Ngày 21 tháng 4, Nhà Trắng đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo công ty, quan chức công nghệ và chuyên gia học thuật để thảo luận về chiến lược phát triển mạng 6G sắp tới. Chính quyền Mỹ đã tìm cách rút ra những bài học từ kinh nghiệm phát triển mạng 5G về tầm quan trọng của việc tham gia sớm và khả năng phục hồi, sử dụng chúng để phát triển mạng 6G nhằm tối ưu hóa hiệu suất, khả năng truy cập và bảo mật, một nhân viên chính phủ Mỹ cho biết. Mặc dù công nghệ 6G vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và có thể còn nhiều năm nữa mới được sử dụng rộng rãi, song dịch vụ 6G được kỳ vọng sẽ nhanh hơn đáng kể so với mạng 5G hiện tại và mở rộng đáng kể khả năng truy cập Internet tốc độ cao trên toàn cầu.